Đêm dài nghe tiếng vọng cổ buồn, nức nở dần trăng khuya cũng đàn buồn tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp sông lan ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim huyên đang đón gió thu về. Thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với anh Minh Luân. 10 giây của quý vị bắt đầu. Và A là lựa chọn, B là không lựa chọn. Minh Luân hy vọng rằng là hãy bấm A nha, ủng hộ cho em gái rất là dễ thương. Thời gian bình chọn đã kết thúc ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nha. Và lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến 4 khách mời, cũng như là anh MC Bạch Công Khanh và tất cả quý vị khán giả trong trường quay và khán giả đang xem truyền hình ạ. Xin chào bạn. Dạ
Dạ, em tên là Sương Ánh ạ, và em đến từ vùng quê mênh mông cánh đồng lúa Thái Bình ạ. Xin chào Dương Ánh. Tiếng hát của bạn với riêng cảm nhận của Khanh, nó giống như là một dòng nước chảy rất là êm dịu, rất róc rách, nhưng mà lại gọi là khiến người ta lưu luyến hoài. Không biết anh Minh Luân có cảm thấy như vậy không? Anh thì anh thấy hình như là đang làm khó Ánh rồi. Nhưng đúng. Nhưng mà Ánh hát cũng rất là hay, rất là truyền cảm, đúng không quý vị? Dạ, em... Đây là chọn A rồi nha. Em cũng nghĩ là đây là một cái trải nghiệm mới của em, nên là em luôn sẵn sàng để thử nghiệm những cái trải nghiệm mới. Mà đặc biệt đây là ca khúc của một nhạc sĩ em rất là thích, đó là nhạc sĩ Minh Vi ạ. Dạ, thế thì bình thường Ánh hát dòng nhạc nào? Dạ, bình thường thì em sẽ hát dòng nhạc em thích nhất, đó là Huế và Bolero ạ. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với ba khách mời. Bài hát vừa rồi rất là ngọt ngào, và Thiên thấy rằng là anh Minh luôn rất là thân thiện ấy. Hát với ai cũng cảm giác cho cái người bạn diễn của mình cái sự ấm áp, và biểu diễn kiểu rất là ăn ý với nhau ấy. Có cái sự tung qua hứng lại rất là hay. Và cái giọng hát của anh luôn cũng vậy, cũng rất là trầm ấm, và nó làm cho người ta sao lòng. Và đến khi Dương Ánh bước ra hát những câu hát đầu tiên thì Thiên cũng cảm giác như vậy. Trong cái bài vừa rồi thì Thiên lại thấy là anh cũng rất là hợp với cái kiểu dân ca miền Nam này. Thiên rất là bất ngờ. Mà hôm nay có một cô gái hát dân ca, hát bolero thì cũng rất là thú vị. Và thì em cũng rất là thích cái phần biểu diễn vừa rồi. Em cảm ơn anh Quốc cảm Thiên ạ. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên. Không biết Tuấn Nghĩa bạn nghĩ sao? Nghĩa vẫn cứ nghĩ là anh là người miền Tây hay là người ở trong Nam. Cho đến khi mà bạn ấy nói tiếng Bắc. Thế mà... anh lại cho Nghĩa một cái cảm giác như người miền Nam hát rất có nhiều người, có nhiều ca sĩ miền Bắc hát cải lương cũng rất hay luôn, Thiên biết điều đấy. Giọng của anh Luân thì không thôi không nói làm gì nữa rồi. Em lại ấn tượng cái đoạn mà anh đón bạn ấy xuống. Thường là đang mặc vào áo vest đuôi tôm á. Tạo cho cái nhiều khi tạo cho bạn Ánh cảm giác thoải mái hơn đúng không, thân thiện. Dạ, đúng rồi. Thực ra thì Minh Luân cũng biết là mình cũng đàn anh của Ánh, thì một người đàn em mà để muốn gắn kết với một người anh thì mình là cái người anh, mình phải là cái người mà có một tín hiệu trước, làm cái gì cho bạn ấy cảm thấy dễ chịu nhất, thấy gần gũi nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một người đàn ông từng trải qua biết bao nhiêu cuộc tình. Trời ơi, anh ấy có khóc không khi nghe vọng cổ buồn không? Anh cười anh Tiết Cương. Thật sự thì Tiết Cương cũng rất bất ngờ về bạn Ánh, bởi vì Tiết Cương là một người con của miền Tây và đã nghe rất rất nhiều những ca sĩ nữ của miền Nam và miền Tây hát. Nhưng khi bạn Ánh hát thì Tiết Cương không nhận ra được đây là người miền Bắc. Cái đó là thành công của bạn. Và bạn em hát cảm cũng ơn rất anh là ạ. Rất là, nói chung là rất là ngọt ngào, đúng chất miền Tây Nam Bộ. Cái cách hát của bạn thì nó rất là hay, nhưng mà cái trình diễn thì nó chưa tự nhiên lắm. Chắc có lẽ là gặp anh Minh Luân đẹp trai quá em bị khớp hay sao. Diễn chung với anh Tiết Cương là tự nhiên hơn. Có thể. Ngoài ca khúc mà bạn vừa hát với anh Minh Luân thì các ca khúc còn lại bạn thích nhất ca khúc nào? Dạ, ca khúc mà em thích nhất là ca khúc Một Lần Giang Dở. Nhưng mà tiếc quá hôm nay mình không được hát. Nhưng mà bây giờ hát một câu đi. Khi mới quen nhau em hay nắm tay anh dặn dò, cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang. Đã thương nhau thì mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai. Trời ơi. Cương ạ. Và Khanh hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả tại trường quay sẽ dành cho cô ấy phần trăm bình chọn thật cao quý vị nhé. Gặp em từ buổi xem nhà, giọng ca ngọt em xiết bao, lời ca bóng như lao sao mà lòng anh thấy sao nào nào, tựa như giấc mơ phương nào. Từ khi gặp em anh anh thầm nghe vấn vương, từ sau ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm.
là diều bồng. Chờ em chờ đến bao giờ để anh sẽ thêm giấc mơ, đành ôm mối tương tư đau thì thôi em hãy cho anh. Kiếp sau ta gặp nhau. Rồi. Gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vấn vương. Từ dạo ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Anh luôn mong gặp em hoài cho lòng vơi hết đắng cay. Xin em chớ vội lấy chồng như người ta hát diều bông, như người ta tranh lá diều bông. Chờ em chưa đến bao để thêm giấc mơ, đành ôm mối tương tư đau thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Đành ôm mối tương tư đau thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Đành ôm mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Thưa quý vị, vừa rồi là màn song ca đầu tiên trong đêm nay. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như chúng ta chọn sẽ bấm phím A, không chọn thì bấm phím B. Mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị sẽ chỉ bình chọn dựa trên giọng hát và phần biểu diễn của người chơi. Anh Kim Tử Long sẽ chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng. 10 giây dành cho quý vị khán giả. Bắt đầu đó. Em ơi. Em không có gì cho. Anh không biết tại sao luôn đó em. Anh không biết tại sao tự nhiên lúc đó hồn của anh nó thả vô trong cái bài hát. Và anh cứ tưởng tượng rằng anh là một cái người đang đi xem hát. Và anh nhìn một cái người ca sĩ bước từ ở trên một cái gì nó rất là lộng lẫy. Lộng lẫy bước xuống rồi tự nhiên hút hồn anh. Mình bị cuốn hút theo. Cuốn hút luôn. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm giác của ba nghệ sĩ khách mời còn lại sau khi thưởng thức tiết mục vừa rồi. Phương thấy thì đây là tiết mục mở màn rất là xuất sắc và tạo được cái không khí khiến cho mọi người rất là phấn khích. Cảm ơn anh Long và cảm ơn bạn Trạng Lê. Cũng rất là may mắn khi mà Trạng tìm được anh Long và anh Long cũng tìm được Trạng trong cái show hôm nay, rất là hợp nhau. Với cái tình cảm này của tất cả quý vị đang theo dõi trực tiếp tại trường quay thì chắc chắn sẽ dành cho Trạng Lê một cái phần trăm bình chọn thật là cao. Mà sao không đưa được đoạn đường
Giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc rồi và chúng tôi sẽ giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca hoàn thành. Đầu tiên cho Khanh gửi lời chào đến bạn. Lời nói đầu tiên cho phép em xin được gửi tới 4 vị khách mời cũng như khán giả có mặt tại trường quay và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Một lời chúc sức khỏe cũng như là một lời chào trân trọng nhất. Xin chào bạn, tên của bạn là gì ạ? Dạ, em tên là Nguyễn Văn Hoàng. Xin chào Nguyễn Văn Hoàng, công việc hiện tại của Hoàng là gì? Dạ, công việc hiện tại của em là đi hát tự do. Dạ, cảm ơn Nguyễn Văn Hoàng rất nhiều. Các khách mời, chúng ta có chia sẻ gì về tiết mục này không ạ? Em có sở hữu được một cái giọng hát rất là đặc biệt. Và anh Vũ nghĩ trong thời gian tương lai sắp tới rằng là chúng ta sẽ có cơ hội làm việc với nhau đó. Anh Nghĩa ơi, anh nghĩ gì khác không ạ? Cái bài này thật ra bây giờ nếu như mà em hát một mình thì cũng hay. Còn nếu như một mình Yến hát cũng hay luôn. Lần đầu tiên nghe Yến hát cái bài này anh cũng giật mình luôn. Cái giọng của Yến hay thì từ xưa tên anh vẫn biết. Cho nên đây là hai cái phiên bản đặc biệt hay mà ráp lại vô với nhau thì nó cũng là một cái bản hay luôn. Chúc mừng cả hai. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều và hy vọng rằng Nguyễn Văn Hoàng sẽ nhận được phần trăm bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay thật là cao. Biết đâu bạn ấy sẽ là hai người có phần trăm bình chọn cao nhất. Tất cả những yêu thương bao năm anh có
sao mắt môi em vẫn chưa khi nào bằng lòng. Giờ thì em đã tan nát để rời xa anh rồi. Đừng khóc nhé anh người ơi, dù rằng đường mình chung đôi em từng ngỡ sẽ dài. Người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng. Giờ thì em đã tan nát để nhìn anh mỉm cười và cảm ơn anh ngày qua, dù điều này là bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay. Và mặc dù đây là tiết mục song ca nhưng mà quý vị khán giả sẽ chỉ dựa vào tiếng hát và phần trình diễn của người chơi. Chị Nguyễn Hải Yến chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng mà thôi. 10 giây bắt đầu. Rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ, xin chào anh Bạch Công Khanh. Xin chào chị Yến. Em là Châu Ngọc Hiếu và xin chào các anh chị khách mời ạ. Và chào tất cả quý vị. Dạ, hiện tại em là ca sĩ tự do và em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin cảm ơn. Không biết cảm xúc của chị Hải Yến như thế nào? Không biết là Hiếu đã đi hát lâu chưa nhỉ? Dạ em đi hát năm nay là tròn 10 năm. Như cá nhân của Hải Yến thì lần đầu tiên để đứng trên sân khấu là cách đây 15 năm trước. Và đến giờ phút này thì vẫn là một Nguyễn Hải Yến và vẫn là một Hải Yến như ngày xưa. Không có điều gì làm thay đổi cái điều đó cả. Bởi vì sao? Cái tình yêu âm nhạc ở trong mình rất là lớn. Và cái điều đó thì Yến nhìn thấy ở bạn ngày hôm nay. Cái tình cảm, cái tình yêu mình dành cho âm nhạc, mình đong đầy trong cái cảm xúc của mình, trong cái bài hát của mình. Và một cái điều nữa là gì? Là bạn ấy rất là biết dìu dắt, tức là biết gọi là giao lưu với cả nghệ sĩ, ca sĩ này, biết làm cách nào để cho Hải Yến có thể cảm thấy rằng là gần gũi với bạn hơn, mặc dù lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Và Yến hy vọng là quý vị khán giả cũng cảm nhận được điều đấy để bình chọn cho bạn trong ngày hôm nay. Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến rất nhiều.
Cho anh hỏi Hiếu là đây có phải là bài hát mà bạn đầu tư nhất trong số 8 bài hát mà bạn phải tập không? Em hát mỗi bài một khúc được không? Thôi bây giờ nếu như được lựa một bài thì bạn sẽ thử em thấy một có câu một bài này chắc là sẽ rất là hợp với anh Vũ. Giọt sầu nào vỡ nát trong tim mong người vỗ giấc bao đêm. Tìm ngoài cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương úa màu. Anh Vũ có công nhận không? Nhiều khi đây mới chính là liều thuốc cho trái tim của anh đấy. Chúng ta đã từng diễn chung sân khấu rất là nhiều. Và ở bất kỳ lúc nào Vũ gặp bằng Hiếu cũng trong cái trạng thái là luôn luôn sẵn sàng để cháy hết mình ở trên sân khấu. Hôm nay ca khúc mà Hiếu hát với lại chị á là chưa hết đầy đủ khả năng của Hiếu đâu. Hiếu còn có khả năng nhảy hát và vũ đạo nữa cả. Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn anh Vũ rất nhiều. Cảm ơn anh Vũ. Thế còn Đại Nghĩa anh nghĩ gì ạ? Hát cùng với Yến đâu phải là chuyện đơn giản. Trời ơi, Yến hát cái giọng nội lực mà hay như thế. Mà khi em hát cùng với Yến, không có cảm giác khập khiễng khi hai giọng hát này hòa với nhau. Cảm ơn hai em. Nghĩa ơi. Hết hồn dạ. Dạ không, Tuấn Nghĩa ơi. Nghĩa ơi dạ. Giới thiệu với mọi người, Châu Ngọc Hiếu là người bạn thân nhất của Tuấn Nghĩa kể từ khi mà Tuấn Nghĩa đi từ ngoài Hà Nội và trong thành phố Hồ Chí Minh này lập nghiệp. Thì những cái ngày tháng đầu tiên mà Tuấn Nghĩa vào trong này thì chưa có xe, cũng chưa có một chỗ ở cố định. Thì kể cả đường xá cũng không biết gì hết. Thì Hiếu là cái người bạn mà ngày nào cũng sang đón và dẫn đi giới thiệu cho người này, giới thiệu cho người nọ. Để có Tuấn Nghĩa ngày hôm nay thì cái phần của Hiếu cũng không nhỏ. Yeah. Một tràng vỗ tay. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của các khách mời cũng như là tình cảm của quý vị khán giả tại đây đã dành cho Châu Ngọc Hiếu, và Khanh hy vọng rằng phần trăm bình chọn của bạn cũng sẽ cao. Anh ơi, anh hỡi,
rất là ngọt ngào thưa quý vị. Và đó là Đôi Ngã Chili. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Quý vị có 10 giây, xin mời. A nha quý vị, nhớ chọn A nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị đã chọn A cho Minh Luân và bạn diễn của mình. Chúng tôi cũng có một niềm tin như vậy, bởi vì tiếng hát của cô gái này cũng như là anh Minh Luân rất là hòa hợp trong ca khúc vừa rồi. Vâng, và bây giờ xin mời em hãy giới thiệu cho tất cả quý vị khán giả ở đây cũng như là khán giả xem đài biết được bạn tên gì và đang làm nghề gì. Xin mời. Em xin phép được gửi lời chào đến quý anh chị khách mời. Em xin chào anh Luân. Em chào anh Khanh cùng toàn thể quý khán giả. Em là Tiểu Thúy. Hiện tại thì em cũng đang hoạt động nghệ thuật. Em là ca sĩ tự do. Xin chào Tiểu Thúy. Tiếng hát của bạn rất đặc biệt. Có nghĩa là có những người người ta hát thấp, nó dày, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng khi lên cao vẫn dày. Cao. Đó là một cái điểm mà lúc nãy Khanh với anh Quốc Thiên có nói với nhau. Anh Thiên ơi, anh chia sẻ thêm về tiếng hát của Tiểu Thúy nha. Lúc nãy đứng trong kia mặc cái nhìn cái vóc dáng với cái bộ đồ thì anh lại nghĩ em hát nhạc trẻ. Anh luôn cho thêm tí gia vị vào. Thế là hai người tương tác xong rồi air up rồi nét vào vai. Nhưng mà lúc nãy anh tức lắm á Thiên à. Lúc nãy khi mà bước xuống cầu thang là anh đá lông nheo liên tục rồi đó. Sao vẫn chưa có vào? Đang đi cầu thang. Đang hồi hộp. Đang đi cầu thang, quên. Cao quá. Đang đi ra khi xuống tới đây rồi mới đá lông nheo thì người ta mới thấy đúng không? Bạn ấy có những cái phần mà chuyển giọng, những cái nốt luyến ấy, nghe nó rất là ngọt. Và phải công nhận rằng là khi mà tìm được một cái đối tác giống như anh Luân ấy ở trong cái bài này thì bạn đúng như kiểu là có được thêm cái phần động lực, có thêm được cái phần gọi là nhà để cho mình có thể thăng hoa hơn trong cái ca khúc này. Bởi vì anh Luân, anh ngoài là một cái người gọi là, trước đây thì mọi người biết anh Luân là diễn viên rồi thì anh ấy diễn rất giỏi rồi, nên là cái tình của hai người ở trong bài này nó rất là đẹp. Bạn và anh Luân sẽ là một cái cặp rất ngọt ngào trong ca khúc này. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến và các khách mời còn lại. Hôm nay em tham gia chương trình thì em rất là vui và vinh hạnh. Em cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho em góp mặt trong chương trình ngày hôm nay. Mong rằng quý vị sẽ rất là yêu thích chương trình của chúng ta. Cảm ơn Tiểu Thúy rất nhiều. Và cũng thay mặt cho những người thực hiện chương trình, cảm ơn bạn vì đã dành thời gian cũng như là sự yêu thích dành cho Song Ca Giấu Mặt. Vô tông rồi bà con ơi. Ngày nào trước hôn bao đêm giá rời.
vị khán giả tại trường quay thân mến, bây giờ là thời gian để cho chúng ta bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Xin mời quý vị. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ hãy cùng Khanh trò chuyện với cô gái này nha. Vâng ạ, và lời nói đầu tiên thì cho em xin gửi tới lời chào trân trọng nhất tới Anna Bạch Công Khanh, anh Nguyễn Hằng Duy là người bạn song ca của em trong ngày hôm nay, tới ba vị khách mời cũng như tất cả mọi người có mặt trong buổi quay ngày hôm nay và khán giả đang xem truyền hình ạ. Xin chào bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Anh Thuy ạ. Rất anh lạ. Thuy luôn. Đứng bên cạnh anh Duy. Anh Duy. Rất là hợp lý luôn anh nhỉ. Nghiêm túc mà nói nhé, anh Thuy hát rất là hay và rất là cá tính. Và có một cái điều nó quan trọng hơn, khi mà song ca á, thì cái người bạn cùng song ca với mình á, là cái người sẽ tiếp lửa cho mình mà sẽ thổi cho mình một cái hồn, một cái làn gió. Hôm nay anh đã rất cố gắng để mà anh nẹp vào người một cái bộ vest, tại vì vợ anh biết là đôi khi anh hơi bị nhoi á, nên là vợ anh hôm nay sắm cho anh bộ đồ này để anh mặc, anh thực là nẹp lại cái cá tính của anh á. Nhưng mà khi nghe bạn hát một đoạn thôi là em cảm thấy là em muốn xuống em thay luôn một bộ đồ giống như vậy cho nó ra đúng kiểu của em hơn. Hay lắm em, chúc mừng em nhé, tuyệt vời. Cảm ơn chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trung. Nói gì bây giờ? Một tiết mục quá hay. Đây không phải là một cái sự hỗ trợ của khách mời dành cho bạn người chơi, mà đây là một tiết mục biểu diễn. Bản thân anh không phải là một người hay viết bossa nova, nhưng mà anh tự nhiên anh bị cuốn theo cái tiết tấu và cái cách biểu diễn của hai bạn. Xin ôm Nguyễn Hoàng Duy một cái để lấy vía hát hay ạ. À. Thiệt không? Thiệt mà. Bluetooth nha, Bluetooth. Bluetooth. Tháng này mình bao bạn ăn sáng và cà phê nguyên tháng nha. Ok. Thế còn Quang Hà anh nghĩ gì? Về tiết mục Người Hãy Quên Em Đi này, thì Duy và anh Thuy mang đến cho khán giả một cái tiết mục nó đặc sắc, nó chuyên nghiệp. Đúng. Nó làm cho người ta cuốn hút theo bởi sự say đắm và đam mê, và mọi người có thể đứng nhen lên nhảy và hò hét theo. Và hai bạn có một cái sự ăn khớp với nhau từ chất, từ giọng hát cho đến cái cách nhả chữ và cách giao lưu với nhau. Thành thử ra là nó như một bộ đôi song ca với nhau rất là ăn ý. Cả hai bạn đều là hai ngôi sao đang tỏa sáng trong phần trình diễn của mình. Cảm ơn anh Hà. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Anh Thuy ơi, bài hát này có phải là bài hát mà bạn yêu thích nhất trong số 8 bài hát mà bạn phải tập không? Em rất là ít khi được diễn các ca khúc mà sôi động trên sân khấu thế này. Nghĩa là bình thường bạn hát dòng nhạc khác hả? Vâng ạ, thiệt ra thì bình thường em hát dòng nhạc ballad ạ. Vậy thì trong 7 bài còn lại bạn hát được bài nào tặng cho chúng tôi ngay bây giờ không? Từ lúc nãy thì em nghe được chị Dương Quỳnh, thì chị có chọn ca khúc thứ hai là Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Và trước khi mà chị song ca với người chơi tiếp theo, bạn chơi tiếp theo, thì em xin phép được hát một vài câu trong đoạn đó để gửi tới chị cũng như tất cả mọi người có mặt trong ngày hôm nay được không ạ? Tình yêu đâu trôi xa giữa âm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại, và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường. Dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trở lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc của chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Một tiếng hát rất đẹp, và hy vọng rằng bạn sẽ nhận được bình chọn của khán giả thật cao nhé. Giờ anh biết anh phải
dù mình yêu nhau nhiều như thế nào, cho anh xin lỗi. Để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng mà quý vị chỉ nhớ dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi để bình chọn mà thôi. 10 giây của quý vị khán giả bắt đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ vâng ạ, lời đầu tiên cho phép em xin được gửi tới một lời chào đến bốn vị khách mời, anh MC Bạch Công Khanh, quý vị khán giả đang ở trường quay và tất cả quý vị đang xem truyền hình Vĩnh Long ạ.
Em là Hà Thu ạ, em đang là ca sĩ tự do. Anh Nguyễn Hoàng Duy, với tiết mục này anh thấy như thế nào? Với anh thì tiết mục này anh nghĩ để dành cho người bạn của anh nhận xét trước là Nguyễn Văn Trung ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn. Dạ. Nếu như bạn đã có lời mời thì mình cũng xin nhận xét. Chào Hà Thu. Khi mà lần đầu tiên nhìn thấy em thì anh không nghĩ em có giọng hát lại nội lực đến như vậy. Và anh rất là vui khi anh Quang Hà lại mang đến chương trình bài hát Xin Lỗi Anh. Bài này là một bài em rất thích anh Quang Hà. Bài của anh Hoài An em rất thích. Và em thích nhất là cái câu mà, câu cuối cùng, hãy quên em đen như trong một bài hát buồn. Và cái điều mà em tiếc nuối nhất trong cái tiết mục này á, là em ước được nghe giọng Hà Thu hát cái câu đó ở cái đoạn cuối cùng. Bây giờ mình sẽ làm ngược lại ha, đúng không? Để em hát làm lại okay. Nha anh. Ok, 2, 3. Hãy quên em đi anh như trong một bài hát buồn em đã từng viết tặng anh. Xin lỗi em. Một câu thôi anh ạ? Một câu thôi. Nghĩa là cái mà điều Hà cảm thấy thích thú với khi mà xong ca với Hà Thu đó là bạn ấy hiểu ý ngay là đó là có ba câu hãy quên anh đi em, thì cái câu thứ hai ấy là cái người nam là họ sẽ hãy quên anh đi em như trong một bài hát buồn, là bạn ấy cũng bè theo cái phần feel của mình một cách rất là nhanh. Thì đó là một cái điều nắm bắt cực kỳ là tinh tế, bởi vì đây là lần đầu tiên chúng tôi đứng trên sân khấu và gặp nhau và hát song ca với nhau một bài hát mà cả hai chưa bao giờ là hát với nhau cả. Thì thật sự đó là một cái điều thách thức rất lớn đối với bản thân Hà, và Hà nghĩ Hà Thu cũng là như vậy. Thế còn Duy Quỳnh? Lúc mà Thu bước xuống á, em nghĩ bạn sẽ là một giọng nữ cao lanh lạnh lên trên, bay hợp với ngoại hình của bạn, nhưng không, bạn là một giọng nữ trầm. Anh nghĩ là âm vực của bạn cũng khá đầy đủ lắm. Dạ, âm vực khá rộng và lên cao và khoảng trầm của bạn rất là đẹp. Cho nên là em rất là ngưỡng mộ những ai hát được quãng trầm. Chúc mừng Hà Thu. Quá xinh, quá hay. Mọi người khen nhiều quá rồi ha, nhưng mà không khen không được. Tại vì nghiêm túc phải nói là em rất là chuyên nghiệp. Thực sự anh cũng, bản thân anh cũng bị đánh lừa bởi cái ngoại hình của em. Mình không nghĩ em sẽ có một cái giọng ca nó sẽ rất là, em xử lý rất là bản lĩnh. Em rất là sáng sân khấu, và những cái nốt mà em hát lên cao nó rất là đầy đặn. Đúng là thật sự rất là tuyệt vời, quá chuyên nghiệp. Mình đang bị cuốn theo cái tiết mục, thì mình không nghĩ đây là một cái tiết mục ngẫu hứng. Và có cảm giác là thực sự đây là một cái sự rất là ăn sam với nhau. Hai người đã giống như là từ đâu đó đã có hát ở đâu trong vô thức rồi, cảm giác như thế. Một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay cho tiếng hát của Hà Thu. Trường nào đã qua đã khiến ta gặp nhau, đến nay hóa ra biển sâu, chẳng thể nào còn trông thấy nhau. Lời nào anh đã trao đã trôi về đâu, tình nào ta khát khao đã phai tàn màu, chỉ còn lại trái tim cứ đau thật đau, vết sao cứ sâu thật sâu, nhưng vết sao tựa những thương yêu. Vì tôi đã dâng trọn hết trong người, cả xác thân và tâm linh hồn, và tôi cứ yêu chẳng cần nghĩ đến vất vờ, vờ như đang đắm đuối trong mong mơ. Tại sao cứ yêu là cứ sầu, đùa với nhau như nước qua cầu, rồi oan trách nhau sao mình mãi mãi không gần nhau. Thà không biết nhau
trái tim vẫn chưa ùa nhau và ta chưa xé nát tâm hồn nhau. Tại sao cứ yêu là cứ u sầu, đối với nhau như nước quá cầu, rồi oan trách nhau sao mình mãi mãi không gần nhau. Tháng không biết nhau từ phút ban đầu, khi trái vẫn chưa ùa nhau và ta chưa xé nát tâm hồn nhau. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mối tình khát khao, đời bao giông tố, đời nhiều chông gai. Anh vẫn yêu tình yêu
anh vẫn yêu tình yêu của em thôi. Đến suốt đời. Thưa quý vị, bây giờ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với ca nhạc sĩ Hoàng Bách. Nếu như quý vị chọn, hãy nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Và 10 giây dành cho tất cả quý vị khán giả bắt đầu. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với anh Hoàng Bách. Xin chào bạn. Xin chào 4 vị ban giám khảo, cũng như xin chào toàn bộ quý vị khán giả đã có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tự giới thiệu, em tên là Hoàng Tùng. Hoàng Bách và Hoàng Tùng thưa quý vị. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Một cặp song ca mà như quý vị thấy trên sân khấu nó rất là ăn ý với nhau, nhưng họ không hề tập trước với nhau. Tất cả đều là sự ngẫu nhiên. Lần đầu tiên hát trên sân khấu bài hát này, nhưng có thể nói đây là cái lần mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Tự nhiên cái ký ức của 17, 18 năm trước nó tự nhiên nó quay trở lại với mình. Mình mới nhớ lại lúc đấy mình đứng trên sân khấu như thế nào, và anh Lam Trường hát tặng mình trên sân khấu hai vợ chồng mới cưới bài hát đấy, cái cảm giác nhớ lại như thế nào. Lâu quá rồi. Bây giờ hôm nay cảm ơn Tùng rất nhiều, cảm ơn ban biên tập chương trình. Gắm nhận xét về tiếng hát của Hoàng Tùng luôn đi, cũng như là phần trình diễn vừa rồi. Phần thể hiện của anh á, cái tình cảm nó rất là dạt dào cảm xúc, nó rất là hay. Thế còn Kayo thì sao? Anh có thích màn song ca này không? Kayo rất là thích. Lâu rồi Kayo không có nghe anh Hoàng Bách trình diễn live, mà phải nói là giọng hát quá khỏe, quá hay. Và một cái sự kết hợp giữa hai người tựa giống như là một cái phần trình diễn trên một cái sân khấu rất là chuyên nghiệp. Và Kayo thấy là em nên kiểu như là đi theo ca hát, hay là tiếp tục rèn luyện thêm cái giọng hát của mình. Tại vì một người như em cũng sáng sân khấu và biết di chuyển cũng như là thể hiện cảm xúc rất là tốt trong một cái môi trường như thế này. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Theo Giót. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một người nhạc sĩ. Đeo mắt kiến vào, bởi vì hai anh em chói lòa quá. Và hôm nay thì hai anh em hát với nhau quá là tuyệt vời, quá là hòa quyện. Và mình cũng có cảm giác đây là một cái bài hát nó được vang lên ở một cái đám cưới thì nó sẽ thật sự rất là hạnh phúc. Và mùa đông lạnh lùng buồn xa, nơi cô đơn riêng mình ta. Và mùa đông một trời trắng xóa, cho tâm tư mong tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho bóng người quay về. Về đây em tìm về quá khứ, đã cho đôi ta mộng mơ. Về đây em một trời như thơ, sẽ cho tan những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc. Chắc em không nỡ lòng ra đi. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Muốn trời ân ái, mình hãy sớm buông lơ thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thơ. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Thank you.
và mùa đông lạnh lùng buốt xa, nỗi cô đơn riêng mình ta. Và mùa đông một trời trắng xóa, cho tâm tư những tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho bóng người quay về. Về đây em tìm về quá khứ, sẽ cho đôi ta mong mơ. Về đây em một trời như thơ, sẽ cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết, và đời một màu xanh biếc. Chắc em không nỡ lòng ra đi. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Muốn trời yên ai, mình hãy sẽ sống buông lời thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Mong trời ân ái, mình hãy sống buông lời thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Cho hết đêm thâu, tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Một tiếng hồn rất tuyệt vời. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây, xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và cảm ơn Hồ Trung Dũng vì đã hỗ trợ rất là hết mình trong tiết mục này. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái rất là xinh đẹp. Xin chào bạn. Xin chào anh Khanh cũng như là tất cả các quý vị khách mời đang có mặt trong chương trình cũng như là tất cả các quý vị khán giả. Em tên là Phạm Đồng Diệu Ly. Hôm nay em có mặt đây em rất là vui khi được song ca cùng với... Em rất là bất ngờ khi được song ca cùng với anh Dũng. Anh Hồ Trung Dũng ơi, anh nghĩ sao về tiếng hát này? Ly là một cô gái khi mình hát chung mình cảm giác là rất là nội lực, rất là năng lượng. Hát chung với cổ không biết khi nào cổ sẽ hát cái khúc nào ở trên hết. Cứ thở vừa hát. Cho nên là Ly cứ đứng nhìn ba vị kia, còn Dũng cứ đứng nhìn Ly như thế này. Nhưng mà đó chính là cái trải nghiệm rất là đặc trưng cho chương trình này. Hai đứa lên đây hoàn toàn là ngẫu hứng, sẽ có lúc thành công nhiều, có lúc thành công ít hơn một chút. Nhưng mà cái quan trọng nhất là hai đứa hiểu nhau hơn, biết cá tính của nhau hơn. Và rất là muốn, thực sự trong tương lai rất là muốn được hát song ca với Ly ở những sân khấu chuyên nghiệp khác. Cảm ơn chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng ạ. Chị Khánh Ngọc. Đúng là thật sự ra là ngày hôm nay là chị thấy là Diệu Ly á, có nghĩa là bạn bước qua cái vùng an toàn của bạn. Đó, cho nên là khi mà bạn kết hợp với anh Dũng á, bạn muốn tạo điểm nhấn nhưng mà thấy được cái sự bản lĩnh của bạn.
khi mà có những cái tình huống thì bạn xử lý rất là tốt. Đây là một cái tiết mục mà phải nói là có sự bứt phá trong cái giọng hát. Thực ra anh không phải là anh buồn gì hết, nhưng mà anh thấy tiếc ở một cái điểm là đây là một người mà mình có thể làm được rất nhiều thứ nếu mình có thể tập trung với nhau trước. Xin mời anh Quốc Đại ạ. Anh rất là bất ngờ với Diệu Ly, bởi vì anh đã làm việc chung với Ly rồi. Ở một cái dòng nhạc dân ca, và em cũng hát rất là ngọt ngào. Mà hôm nay em hát ca khúc này thì thật sự là anh cảm thấy cái năng lượng của em nó hợp hơn người dân ca rất là nhiều. Và thật sự hôm nay là cái năng lượng của em đem tới chương trình rất là tốt. Và anh nghĩ là đây là một tiết mục tốt. Cảm ơn anh Quốc Đại ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của Duyên Quỳnh. Xin mời. Thật sự nãy giờ em ngồi đây á, em không có thấy là Ly có một cái tâm lý gì là đi thi hết. Đúng rồi. Dạ, tại vì em cảm nhận được là sự thăng hoa của cả hai người trên sân khấu. Đây là một tiết mục đối với em nó là rất thăng hoa. Khi mà hai người nghệ sĩ đứng trên sân khấu á, hay nhất là mình có thể thả được hết những cái cảm xúc của mình vào bài hát. Và mình nghĩ là đối phương của mình cũng có thể đón được những cái đó của mình. Em rất là thích cái phần cảm xúc. Em rất là thích. Cảm ơn chia sẻ của Duyên Quỳnh và các khách mời còn lại. Rồi một ngày trời không biết xanh, rồi một ngày hàng cây vắng tanh, và cơn gió mang mùa đông tới cuốn bay theo đám lá vàng rơi. Bờ cỏ này giọt sương đã tan, bực thềm này còn in dấu chân. Ngày mùa đông đến nghe vang xa tiếng mưa phùn rơi.
Và bây giờ sẽ là thời gian bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ em chào anh ạ. Em chào bốn vị khách mời ạ. Và toàn thể quý vị đang có mặt tại trường quay cũng như là toàn thể quý vị đang xem chương trình tại màn ảnh nhỏ. Em tên là Phương Diễm Huyền. Xin chào Phương Diễm Huyền. Thật sự cái giọng bạn rất là hay quý vị, bởi vì cái giọng nó ấm, nó trầm mà vừa đẹp nữa chứ. Dạ. Đó thì chị chúc mừng em có bài biểu diễn tốt ngày hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các khách mời ạ. Đầu tiên là xin chúc mừng bạn và chị Ngọc Liên đã có phần trình diễn ăn ý với nhau. Phải nói là em có cái bản lĩnh sân khấu và thực sự là em tỏa sáng với cái bài hát này. Từ trang phục, từ ngoại hình cho đến cái chất giọng và cái phong cách của bản thân em. Nghĩ là em đã thể hiện được rất là tròn trịa cái phần của mình. Em phải cảm ơn chị Ngọc Liên rất là nhiều, bởi vì chị Ngọc Liên hát bè rất là chuẩn. Hỗ trợ em rất là nhiều. Chúc mừng hai chị em một phần trình diễn đẹp. Cảm ơn Bách rất nhiều. Cảm ơn Hoàng Bách ạ. Đặc biệt chị thích cái giọng mà hát của em á, nó có một cái sự khắc khoải, rất là có nội tâm. Phải nói thực sự là như thế. Ngoài chị Liên là một cái sự bùng cháy đúng với cái chất của chị Liên ra rồi, thì em cất cái giọng em hát nó lên, nó hay lắm. Nó có là một cái tem giọng hoàn toàn khác, nhưng mà lại cũng rất là phù hợp với cái thể loại nhạc này. Đặc biệt là cái đoạn sau nữa, cao trào lên điệp khúc, thì chị Liên đã hỗ trợ em tối đa. Và chúc mừng cho em đã hoàn thành tốt cái phần biểu diễn của mình. Cảm ơn Hoàng Yêu. Cảm ơn chị Vân Khánh à. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những lời nói khích lệ động viên của anh Kim Tử Long dành cho một cô gái rất áo xinh đẹp. Áo đỏ kìa anh, áo đỏ. Áo đỏ anh. Nếu mà bên tài tử thì người ta gọi là đây là một cái giọng thổ pha kim. Nghe nó rất đặc biệt. Anh chúc mừng em, hy vọng em rằng em hãy theo cái dòng nhạc này, nó sẽ tỏa sáng cho em. Cảm ơn các khách mời còn lại.
người nói thương anh đi, nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Mến, bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Chúng ta sẽ có 10 giây, nếu như chọn thì nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Dạ, là nói đầu tiên cho em gửi lời chào đến bốn vị khách mời, các khán giả tại trường quay và cũng như các khán giả đang xem trên đài truyền hình. Dạ, em tên là anh Tuấn ạ. Dạ, hiện đang là ca sĩ tự do ạ. Xin chào anh Tuấn. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ba khách mời chia sẻ về tiết mục Chót Yêu này. Chị Ngọc Liên. Thật sự bước ra sân khấu là chị thấy em là chắc chắn là sẽ hợp với Bách. Đúng là Bách đã hỗ trợ cho em cái phần trình diễn này rất nhiều. Em nên cảm ơn Bách đi. Em hát một cách coi như là hết mình của mình. Và bè qua bè lại nữa, mà nhờ cái sự bè của Bách quá hay luôn. Cho nên cái bài hát này làm hai giọng của anh em, hai anh em là hòa quyện với nhau để có một tiết mục thật là hay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Em muốn nghe chia sẻ của anh Kim Tử Long và chị Vân Khánh. Bài Trót Yêu, giai điệu nó quá hay rồi, rồi cộng hai cái giọng hát quá tuyệt vời nữa thì nó bùng nổ ra. Tuyệt vời, chúc mừng chị Vân Khánh ơi. Chị thôi, gì ý này cộng lại như trên đi. Dạ, cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều và chúc mừng cho Dương Anh Tuấn. Bạn đã hoàn thành tiết mục của mình và chúng tôi hy vọng rằng phần trăm bình chọn của khán giả dành cho bạn cũng sẽ thật là cao. Thank you.
chung bước, nói ngàn câu mến thương. Nhưng hôm nay mình gặp đây, phố cũ hoa phai màu, mắt nhìn nhau không nói, ngỡ ngàng như mới quen. Hãy nói một câu cho vơi cạn sầu, quên đi cuộc đời. Duyên ta không thắm, cũng thương lỡ làng, em không trách. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn với cô gái này. Xin chào bạn, bạn hãy tự giới thiệu về mình nhé. Em tên là Hoài Thương ạ. Em đến từ thành phố Huế và hiện đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, và Hoài Thương xin gửi lời chào và lời cảm ơn đến tất cả các anh chị trong ban khách mời, cũng toàn thể quý vị trong trường quay, cũng như quý vị đang xem truyền hình. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin chào Hoài Thương. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại. Trước tiên thì anh chúc mừng em đã hoàn thành cái bài hát vừa rồi. Theo anh thôi nha, anh nghĩ là anh em bị hồi hộp quá khi mà hát chung với lại một cái giọng hát vô cùng điêu luyện của chị Vân Khánh. Nhưng mà sau đó bắt đầu em bắt nhịp lại được. Bắt đầu em xuống đây và chị Vân Khánh chỉ đưa tay, chỉ dịu em rồi. Hai người giao lưu rồi đi qua đi lại rồi nhìn cười. Bắt đầu em có cái sự thoải mái hơn và em ca bắt đầu nó chín hơn, ngọt ngào hơn. Đối với anh và khi mà em biểu diễn với Khánh ở tiết mục này thì anh thấy nó tròn bài. Đôi khi mình còn phải dò để mà mình bắt đúng tần số, mà bắt đúng tần số của Vân Khánh thì hơi bị lâu xíu. Nên nhưng mà em đã làm rất là tốt. Cảm ơn Quốc Đại ạ. Dạ, Hoa Thương xin cảm ơn những lời chia sẻ của các anh chị ạ. Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre, làng bên băng qua kênh nối tình miền quê. Dân trong làng ra nghỉ trưa hè, lặng mà nghe ai hát đêm về. Hỏi rằng ai nâng niu mấy nhịp cầu tre, lặng nghe ai ca trong nắng chiều vàng Huế. Cầu tre bao nhiêu hè vui một câu về, để lòng ai quên. Thank you.
đồng xanh anh về đây anh thăm em. Trời ơi anh nhìn thế mà cáo bà ba là tự nhiên hồn anh mất ngay liền vậy đó. Nghe khoái quá anh ơi. Còn nghe khoái quá anh ơi hả? Giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Quý vị có 10 giây. Xin mời. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Xin chào các anh chị khách mời, tất cả quý vị khán giả trong trường quay, chào anh Kim Tử Long và chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình qua truyền hình ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Tánh Linh, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và công việc chính của em chính là đi hát ạ. Ngày hôm nay khoan đã em ơi. Hình như là cái số của anh sao linh long nữa, trời ơi. Thật sự mà nói là nghe bạn ấy hát là mình phải cuốn theo bạn ấy á. Tại vì bạn ấy có cái giọng cao quá ha. Mới đầu vô cái điệp khúc là mình tưởng nó là ca không tới. Yeah. Ai ngờ đó là cao vút luôn. Vì vậy cho nên là anh quên cái diễn luôn á. Yeah. Anh cứ nghe em hát rồi anh đang cuốn theo cái lời ca tiếng hát của em. À, em cho phép, cảm ơn em. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời ạ. Xin mời. Linh nói về diễn xuất thì rất tốt rồi. Không có gì, thậm chí nhiều khi Linh còn muốn lướt anh luôn. Muốn lướt anh Long luôn. Đúng rồi, anh Long phải bơ bơ luôn á. Đương nhiên là đối với cái kỹ thuật hát của em thì không có gì phải bàn nữa. Giọng em là một giọng rất đẹp và giọng có kỹ thuật. Thật sự là nếu mà theo đại nha thì giọng Tánh Linh không phải là giọng sở trường này. Gặp Quốc Đại đi hát bài Một Đời Người Một Rừng Cây là ngay luôn. Vô luôn phải không? À, anh nghĩ là ở cái sở đoạn này nhưng mà Tánh Linh đã làm cũng rất là tốt. Và nếu như đúng sở trường thì chúng ta sẽ còn thấy cô ấy tỏa sáng hơn nữa. Xin mời. Đập vỡ cây đàn tận đời, đập vỡ cây đàn. Người ơi, người ơi, tình ơi, tình ơi, đập vỡ cây đàn dần đời bạc trắng như vôi. Giận người điên đảo quên lời. Đập vỡ cây đàn giận người con gái yêu đàn. Buồn ơi, buồn ơi, làm sao để vơi. Đập vỡ cây đàn giận người đôi trắng thay đen. Giận đời trở như bàn tay. Xin
trong xóm tin nàng. Nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu, người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly, đắp vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen, dần đời trở như bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu, người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly, đập vỡ cây đàn dần người đôi trắng đời trở như bàn tay. Đâm vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đêm, dần đời trở như bàn tay. Một màn kết hợp rất tuyệt vời. Bây giờ sẽ là thời gian để quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca với anh Quốc Đại. Xin mời quý vị, 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và lần đầu tiên thì cho phép Duy Dương đợi trên chào đến quý vị giám khảo và cùng quý vị khán giả hội trường hôm nay, cũng như cô chú anh chị em đang xem màn ảnh nhỏ, cũng là chúc sức khỏe, thân thương và trân trọng nhất ạ. Có vẻ như đây là lần đầu tiên Quốc Đại gặp Duy Phương. Không, đúng rồi, lần đầu tiên mà khi mà Phương bước ra và Phương cất tiếng hát á, ôi trời, sao mà giọng đặc biệt dữ vậy. Không có gì hơn là mong rằng anh có một dịp mời em hát song ca cùng anh một ca khúc mà nào đó ngoài ca khúc này. Và hôm nay thì thật sự là khi mà hát cùng với Phương thì mình cứ thoải mái hát. Mình không có nghĩ là mình hỗ trợ cả. Mình chỉ nghĩ là mình hát cùng với một người đồng nghiệp khó giọng ca thật là hay, đúng không quý vị? Em bị ấn tượng với cái giọng hát của anh quá. Đều chắc chắn, đều đẹp và quan trọng là lại rất là thật. Cái tình cảm rất chân thật, em rất là thích. Anh cảm ơn em rất nhiều. Nói về hạt hay thì anh cũng bàn từ cái câu chuyện hạt hay của Duy Phương được rồi. Bởi vì em là một tiếng hạt nồng nàn. Em hay từ ngày đầu tiên gặp. Và trong cái tiếng hạt của em nó có cái mộc mạc của một chàng thợ xây, nhưng có cái sự điêu luyện của một người nghệ sĩ. Dạ, anh Quốc Đại rất là nhiều, chân cảm ơn ạ. Cũng Duy Phương cũng cảm ơn MC đẹp trai. Hồi nãy giờ rất là nhiều. Thôi anh được khen em nữa mà, em cảm ơn mũi đấy. Cảm ơn Duy Phương một lần nữa.
trời mưa phố xưa buồn tênh, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm em ai, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường chợt đâu đây vọng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cúi đầu. Rồi sắp khóc nữa rồi. Thu đen thu đi cho lá vàng lại bay, em theo về nhà ai. Ân tình đã lỡ thời gian nào bồi xóa, kỷ niệm đầu ai đành lòng quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây dẫn trời mưa bóng nghe mặn môi, nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau cố nhân u sầu. Tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cô nhân về đâu, tiếng buồn chợt đâu vọng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối đâu. Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà ai. Ân tình xưa đã lỡ mình tôi bước chân lẻ loi, dây dứt trời mưa bỗng nghe mặn môi, nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau. Và đó là Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân với tiếng hát Xuân Dũng và Duy Phương. Mỗi tiếng hát là một màu sắc khác nhau.
Khanh nghĩ rằng điều này sẽ rất là làm khó cho quý vị khán giả tại trường quay. Bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của Xuân Dũng hoặc Duy Phương. Nếu như quý vị chọn tiếng hát của Xuân Dũng, quý vị sẽ bấm vào nút A. Nếu như chọn tiếng hát của Duy Phương, hãy nhấn vào nút B. Và chúng ta có 10 giây. Thời gian của quý vị bắt đầu. Một lần nữa cảm ơn tình cảm của quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thưa quý vị, kết quả sẽ được hiển thị trên màn hình chính của sân khấu. Xin mời quý vị cùng hướng mắt về màn hình. Không biết rằng quý vị khán giả tại trường quay đã dành cho tiếng hát của Xuân Dũng và Duy Phương mỗi người là bao nhiêu phần trăm? Chúng ta đang thấy 52% và 48%. Và tiếng hát của người chơi nào sẽ giành chiến thắng tại song ca giấu mặt? Là Xuân Dũng hay Duy Phương? Người nào nhận được 52%? Kết quả là với 52% là phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay. Chúc mừng bạn Nguyễn Xuân Dũng đã nhận được 10 triệu đồng là phần thưởng của chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn Nguyễn Xuân Dũng cũng như là Duy Phương vì đã dành thời gian đến với song ca giấu mặt và cho chúng tôi thưởng thức tiếng hát của các bạn. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ đến với một đêm chà vũ. Cho em là xinh nhất nơi đây, à ha, đẹp xinh. À ha, trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng xa khơi, à ha, sáng ngời. À ha, đêm nay em muốn nghe những lời ân ái êm, à ha, êm. À ha, em nghe anh nói yêu em dài lâu nhé anh ơi. Đêm nay. Thưa quý vị, và đó là tiết mục song ca đầu tiên của anh Đại Nghĩa cùng với một người chơi. Bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị khán giả sẽ bình chọn chỉ dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. Anh Đại Nghĩa chỉ làm một nhiệm vụ là hỗ trợ và giúp cho các bạn tỏa sáng mà thôi. Và 10 giây của quý vị bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Vâng, và lời nói đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến 4 vị khách mời. Cảm ơn anh Đại Nghĩa, chào anh Khanh và tất cả quý vị ở trường quay cũng như là quý vị đang xem trên màn ảnh nhỏ. Xin chào. Dạ, em tên là Trần Thị Như Mai. Hiện tại em đang là ca sĩ tự do, hát tại các phòng trà và tụ điểm hàng đêm ạ. Xin chào Như Mai, rất là dễ thương, một nụ cười luôn nở trên môi. Chị Hải Yến ơi, chị cảm giác như thế nào sau khi nghe Như Mai cùng với anh Đại Nghĩa song ca? Lúc mà anh Đại Nghĩa chọn Như Mai lúc đầu thì Hải Yến nghĩ rằng là chắc chắn là Mai cũng sẽ thể hiện tốt cái bài hát này thôi. Và khi hát cùng với anh Nghĩa, anh Nghĩa như một cái điều gì đó nó rất là dễ thương. Một chàng hoàng tử trong mơ của một cô công chúa dìu dắt từng bước nhảy. Và khi đó thì Hải Yến nghĩ rằng là quý vị khán giả khi mà theo dõi trên truyền hình cũng sẽ thấy rằng là Mai có một cái nụ cười rất là tươi, rất là rạng rỡ và một ánh mắt rất là hạnh phúc khi được biểu diễn chung với anh Đại Nghĩa. Chúc mừng Mai. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến. Anh Đại Nghĩa ơi, anh nghĩ sao về người bạn diễn này? Dĩ nhiên bạn ấy là một cái cô gái xinh đẹp và Mai cũng sở hữu một cái giọng rất là hay. Anh chỉ đứng bên anh nhảy múa cùng với Mai cho Mai cảm thấy là Mai thoải mái, Mai tự tin mà thôi. Cảm ơn chia sẻ của anh Nghĩa. Không biết Tuấn Nghĩa thì sao? Em thấy là anh Đại Nghĩa chọn thí sinh quá là hay luôn, quá là mát tay luôn.
Em bắt đầu thấy lo cho em rồi đấy. Đó là suy nghĩ của Tuấn Nghĩa. Anh Nguyễn Đình Vũ, anh đang lăng tăng điều gì thế? Sân khấu rộn ràng, tiếng hát vui vẻ, âm nhạc vui tai, cộng lại hết tất cả mọi thứ để có được một cái tiết mục tuyệt vời như vậy. Bạn phải cảm ơn anh Nghĩa cũng như là cảm ơn dàn âm thanh rồi ánh sáng mọi thứ, và cũng phải cảm ơn tôi. Đúng. Ủa là sao? Ủa? Có cái gì dính với em trong đó vậy Vũ? À, phải cảm ơn tôi là tại vì nếu như mà tôi mở màn lên, tôi chọn chúng em, thì có lẽ em sẽ không hát được tuyệt vời như hát với anh Nghĩa. Thưa quý vị, và đó là những chia sẻ rất là dễ thương. Và cảm ơn Như Mai cùng với anh Đại Nghĩa vì đã mang đến một tiết mục song ca rất là tuyệt vời. Giờ sẽ là thời gian bình chọn của tất cả quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiết mục song ca này. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc và số điểm này chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật. Bây giờ thì hãy cùng Khanh gặp gỡ và trò chuyện nhiều hơn với chàng trai vừa song ca với anh Quốc Đại. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Minh Nguyên xin chào tất cả quý vị khán giả và chào bốn vị khách mời và chào anh Khanh. Em tên Minh Nguyên, em cũng là ca sĩ tự do. Dạ, quê em thì ở Đồng Nai ạ. Xin chào Minh Nguyên. Bài hát vừa rồi thật sự giọng hát của hai người rất là hợp nhau luôn. Đây là một trong những bài hát gọi là bài hát mẫu của giọng nhạc trường tin Việt Nam. Và Mạnh Nguyên phải cảm ơn anh Quốc Đại là bởi vì thế này, cái phần solo của anh Đại hát rất là nội lực. Và đến khi Mạnh Nguyên cất tiếng hát thì giọng ấy là một cái giọng bay bổng, nhẹ nhàng. Và Quốc Đại rất là thông minh, đã hát nhẹ lại. Tức là Quốc Đại không còn hát 100% công lực nữa. Và những nốt cao, những cái chỗ mà chồng lên cao, luyện lại cao thì Quốc Đại không còn hát bằng nội lực thẳng nữa, mà em pha qua giọ dạ thanh để nương theo cái tiếng hát. Thành ra là hai anh em rất là hòa quyền luôn. Nên là một lần nữa anh mừng rằng là anh rất là yêu Quốc Đại và cảm ơn em. Yeah. Cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Long Nhật. Thời gian dành cho Nam Cường bắt đầu. Hát chung với nữ đi Cường. Số 3 hoặc số 5 mới Cường. Số 3 hoặc số 5 ok á ha. Số 3 cái đập đó. Hát với nữ đi em. 3 năm bấm bấm bấm. Anh đã chọn số 4. Bây giờ sẽ là nếu có yêu tôi và anh Nam Cường cùng với người chơi trong căn phòng số 4. Tốt với tôi bây giờ
đến lúc tôi xa người. Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải xa đi, ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời. Đừng đợi ngày mai có khi tôi nằm im hơi, tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người. Rộn ràng một nỗi đau hey, nghẹn ngào một nỗi vui. Thời gian mời quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Xin mời. Mười giây dành cho quý vị khán giả tại trường quay đã hết. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào bạn. Dạ vâng, lời đầu tiên xin cho phép em Vũ Đức Mạnh được gửi lời chào tới bốn anh chị khách mời, anh MC cũng như là quý vị ngồi trước trường quay và quý vị trước sóng truyền hình ạ. Xin chào Vũ Đức Mạnh. Đây có phải là dòng nhạc bạn yêu thích không? Nó cũng nằm trong những dòng nhạc mà em yêu thích. Tại vì Khanh cảm thấy bạn tung hứng với nó rất là dễ dàng. Bởi vì tự dưng cứ nhạc lên xong rồi xuống rất là may, nhờ anh Nam Cường thấy anh sung quá thế là em được tiếp thêm năng lượng. Thực sự rất cảm ơn anh. Không có đâu em, tại ngay từ đầu anh bị áp lực em á. Anh bị áp lực em bắt buộc anh phải nhoi hơn, thấy không? Chứ bình thường anh lên anh đâu có nhoi dữ vậy đâu. Tại vì ngay từ đầu bước ra là trên cái ô số 4 á, là bạn đủ kiểu á, người ta đứng trên này hát cứ đứng gì này đó. Không, có màn đấy ạ, chứ nếu bỏ ra là em không dám. Không, không dám. Nó xuống đây xong cái cũng áp lực bạn, mà may cái nhờ như vậy mà hai anh em mình cũng coi bộ cũng ăn ý hen. Dạ, bắt tay. Dạ, cảm ơn anh. Đây là một bài song ca, anh cứ nghĩ rằng là thu âm rồi không à. Cả hai người đều hát tốt một cách bất ngờ. Tự nhiên em thấy em muốn quay về làm nhạc sĩ nhiều hơn làm ca sĩ anh. Đúng rồi, anh ủng hộ. Hổ thẹn với lại, ủa anh ủng hộ hả? Anh ủng hộ. Dạ, cảm ơn. Sao cái ủng hộ của anh mà em nghe nó hơi buồn buồn ha. Dạ.
Em có một cái màn trình diễn xuất sắc quá em ơi. Em ra em nhảy, em nhúng từ ở trên bước xuống. Anh cảm thấy như em không phải là kiểu là thí sinh anh. Rõ ràng bạn này chắc là phải có đi hát, phải có trình diễn nhiều rồi mới có được một cái sức mạnh mà trên sân khấu bùng nổ như vậy được. Cái điều ban đầu khi anh nghe em hát và em xuất hiện, ừ, bạn này giống giống Quang Hà ta. Đó, nhưng mà một hơi thì cái suy nghĩ đó nó không còn trong đầu anh nữa, bởi vì anh bị thuyết phục và bị tập trung hoàn toàn vào cái phần trình diễn của cả hai. Cái mà anh thích của em á là không phải là một cái giọng hát trau chuốt quá nhiều hay là một cái giọng hát nó quá kỹ thuật, mà cái cách em hát như em kể chuyện á, anh thích cái kiểu đó đó. Và hai anh em đã kể cho chúng tôi nghe một cái câu chuyện quá dễ thương, yêu đời. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu ngay bây giờ. Vâng ạ, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất nhiều. Một tràng pháo tay nữa cho tiết mục của chúng ta. Nước mắt xa cách vơi vợi trong
tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Bây giờ sẽ là thời gian 10 giây để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Nếu như chọn chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Xin chào anh. Anh hãy tự giới thiệu chào về anh. Mình nhé. Chào tất cả ban khách mời và tất cả các khán giả của chương trình. Mình là Duy Long. Xin chào các bạn. Khánh xin chào anh Duy Long. Cho Khánh hỏi công việc hiện tại của anh là gì? Công việc hiện tại thì anh kinh doanh, nhưng song song đó thì anh vẫn đi hát. Dạ. Yeah. Ngày hôm nay hát với một cô gái đẹp thì anh có bị khớp lắm không? Lúc đầu là cũng khớp, nhưng mà khi mà thấy Quỳnh giao lưu rồi hợp quá thôi hết khớp luôn. Khi mà anh bước xuống thì em thấy phong thái của anh rất là tự tin. Và khi trong khi mà anh hát đó, anh có giao lưu bằng ánh mắt với em. Cái điều này á phải là một người đã đi hát nhiều rồi á. Em cảm giác một người đi hát nhiều rồi thì mới tinh tế trên sân khấu đó như vậy. Dạ chính xác ạ. Không biết các khách mời ở bên dưới có nghĩ như vậy không? Anh rất là chúc mừng Quỳnh. Mình tưởng mình hộp cái kia, đúng không? Dạ. Hộp cái số 3, ai ngờ được số 1. Dạ, mà khi em đứng trên này em cảm giác sự kiên định của mình là chính xác. Em sẽ phát huy sự kiên định này nhiều hơn. Em nên tin vào những người đàn ông lịch lãm và không nói quá nhiều, luôn luôn rất là trầm lặng. Dạ. Họ có cái sự gọi là vững chãi ở trong đó, dạ. Đúng không em? Dạ, anh còn làm kinh doanh nữa. Không những là có thể cùng đi hát với em mà còn làm ăn chung với em. Ủa rồi bạn chọn người hát chung hay là bạn chọn ý chung nhân vậy? Ủa, từ đầu là Quỳnh nói rồi mà. Dạ không, em chọn người hát chung, nhưng mà chúng ta hiểu nhau nhiều hơn thì hát chung sẽ hay hơn ạ. Dạ. Không nói giỡn thôi chứ anh Long thì giờ cũng thấy là anh có một cái giọng hát rất là lạ, rất là đặc biệt, nam tính, có một chất lãng tử ở trong đó. Mình không có khe nhiều quá trong cái việc xử lý chi tiết này nọ, và cái đó là cái đặc trưng của anh. Nó cảm giác là làm cho người nghe cảm thấy nó rất là dễ kết nối với anh. Và vì thế mà với một cô gái hơi mong manh như thế này, hoặc là tỏ ra mong manh như thế này, hơi tỏ ra mong manh thì cái sự vững chãi này trong giọng hát cũng như phong cách của anh rất là hòa quyện. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng ạ. Chị Khánh Ngọc ơi, chị nghĩ gì về tiết mục này? Trời ơi, nói chung là Ngọc có biết anh Duy Long, cho nên là có biết là giọng hát của anh rất là trầm ấm, rất là đẹp rồi. Rồi xong rồi tự nhiên tụi mình cảm thấy mừng cho nhỏ em. Này, chị chúc dạ, mừng em. Chị, dạ. Màn trình diễn rất là tuyệt vời ạ. Dạ, cảm ơn chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Còn anh Quốc Đại ạ? Anh thì anh cực kỳ lo lắng khi mà Long xuất hiện xuống là Duyên Quỳnh coi như là không lo hát nữa. Anh đang rất là lo là em sẽ không nhớ đường em vô luôn. Nhưng mà cũng may là Long là rất là nhạy. Cảm ơn các khách mời rất... Người nào hứa yêu tôi chọn đêm mãi không thôi. Người ơi hãy mau lên, còn chờ gì không đến. Người hãy đến bên tôi, dạy tôi biết vui cười, dạy tôi nói xin cảm ơn đời. Còn thương nói lời mình.
không là tôi. Tuy ngày trước bức tranh muôn sắc màu, giờ bạc vẽ đã tới từ lâu. Ngàn đời ngỡ tình yêu không đổi màu, giờ tự hỏi trái tim nằm đâu. Thưa quý vị, quá là tuyệt vời. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi ở vị trí số 5. Khánh xin nhắc lại cách thức bình chọn là chúng ta sẽ chỉ căn cứ vào giọng hát cũng như là phần biểu diễn của người chơi ở vị trí số 5. Và thời gian bình chọn dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu. Và thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và chúng tôi sẽ tạm giữ bí mật số điểm mà quý vị vừa dành cho người chơi vị trí số 5 đến cuối chương trình sau khi kết thúc 8 tiết mục song ca. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với cô gái rất là xinh đẹp đang đứng cạnh nghệ sĩ Ngân Quỳnh và Khanh đây. Xin chào bạn. Dạ, em xin gửi lời chào đến anh Mạch Công Khanh cũng như là tất cả các anh chị nghệ sĩ ở ngoài bên dưới và quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Song Ca Giấu Mặt trên kênh truyền hình Vĩnh Long ạ. Em tên là Nguyễn Thạch Thảo, hiện nay em là ca sĩ tự do và là một giáo viên âm nhạc. Wow, xin chào Thạch Thảo. Nãy giờ chị Quỳnh cứ bồi hồi hoài mà rất là vui khi cái bài hát của mình được tròn. Và bé đây á là hợp tác với chị Quỳnh phải gọi là quá suôn sẻ luôn. Từ nhảy cho đến hát. Cái đó là đúng là cái thăng hoa của ca sĩ đó. Chứ thật sự nên nếu mà có một cái sự cơ cấu sắp đặt trước thì cái mặt rất là đơ. Bây giờ thì Khanh rất muốn nghe ý kiến của ba người nghệ sĩ khách mời còn lại ạ. Cho anh hỏi một câu thôi. Dạ. Là Thảo, bè Thảo có phải điện từ miền Trung không? Em ở Hội An, Quảng Nam. Đó, Quảng Nam, đúng rồi. Anh nghe anh phát hiện là trong cái tiếng nói của em, mặc dù một bài hát rất là sôi động, nhưng anh phát hiện ra cái vị mặn mặn của miền Trung. À, rất là đáng yêu. Cảm ơn Thảo. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Chị cho em một cái cảm giác là em được gặp chị cách đây 20 năm hơn. Wow. Thì tự nhiên bao nhiêu cái ký ức nó ùa về. Em chỉ mong là xíu nữa em hỗ trợ một người chơi mà được tròn vẹn như chị hồi nãy, là tiết mục hồi nãy là em cứ nghĩ là đã phải tập rất là nhiều để hát ăn ý mọi thứ luôn, từ cái cách hát rồi cái cách mà khi mà hai người hát cùng rất là đều với nhau. Ngoài cái sự hỗ trợ rất tốt từ chị Ngân Quỳnh thì em đúng là một giáo viên về âm nhạc. Em đã rất nhanh nhạy. Chúc mừng em với lại chị Quỳnh đã có một tiết mục quá đã. Cảm ơn Quốc Đại rất nhiều. Quốc Đại ạ. Thế còn Sĩ Luân thì sao ạ? Anh có cảm thấy tiếc khi mà Thạch Thảo lại thuộc về sự lựa chọn của nghệ sĩ Ngân Quỳnh không? Đúng rồi, rất là tiếc ạ. Tại vì khi mà Thảo vừa cất giọng lên thì anh rất là thích. Bởi vì giọng em đầy, tròn. Và cái điều hay đó là khi mà em phối hợp với chị Quỳnh thì em nương chị được. Chúng tôi đang nghĩ là chúng tôi sẽ là người nương cho các bạn. Thì các bạn nương ngược lại chúng tôi. Thì cái điều hay đó là ở bạn là một giáo viên, bạn sẽ biết cách để làm sao cho tiết mục hay nhất. Chỗ nào sẽ là chỗ chúng ta nhường cho đối phương ca, chỗ nào sẽ là chỗ mình ca. Và anh rất thích ngày hôm nay, trang phục em rất là đẹp, rất là tự tin. Ngày hôm nay thì sẽ luôn nghĩ là 8 giọng hát này sẽ rất ấn tượng và sân chơi này sẽ rất là gây cấn. Cảm ơn chia sẻ của anh Sĩ Luân cũng như là các khách mời còn lại.